Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 4.31, trang 97, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta A nhỏ, vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4cm và một cạnh dài 3cm. B nhỏ, vẽ hình thoi có cạnh bằng 3cm. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng lần lượt thực hiện theo từng yêu cầu của bài toán. Với yêu cầu đầu tiên là vẽ hình bình hành, thì việc đầu tiên là cô sẽ vẽ một cạnh có độ dài bằng 4cm trước. Để chúng ta có thể tận dụng dòng kẻ trong vở của mình đúng không ạ? Cô đặt tên cho đoạn thẳng này là đoạn thẳng AB có độ dài là bằng 4cm. Tiếp theo, cô sẽ vẽ một đoạn thẳng bắt đầu từ điểm A. Đấy, có độ dài bằng 3cm. Đây có độ dài là bằng 3cm và cô sẽ đặt cho điểm này là điểm C. Đấy. Bước thứ 3 là cô sẽ vẽ một đường thẳng đi qua điểm C và song song với cả AB. Vẽ một đường thẳng đi qua C song song với AB. Thì trong vở ghi của chúng ta thì khi mà chúng ta vẽ đoạn thẳng AB thì nó trùng với dòng kẻ của chúng ta rồi. Thì chúng ta có thể tận dụng việc là chúng ta sẽ vẽ đường thẳng thứ hai nó cũng sẽ trùng với dòng kẻ của chúng ta đúng không ạ? Đấy. Vẽ một đường thẳng song song. Đấy, thì các em có thể nhìn thấy cái nét cô vừa vẽ với cả AB song song với nhau đúng không ạ? Tương tự như vậy, các em sẽ vẽ cho cô một đường thẳng từ B song song với cả AC. Một đường thẳng từ B song song với cả AC. Đấy. Hai đường thẳng này cắt nhau tại đâu? Thì đấy là vị trí của đỉnh cuối cùng của hình bình hành ABCD. AB ACDB đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ hoàn thiện lại hình bình hành này bằng cách là cô sẽ nối lại các điểm này vào với nhau. Đó. Và cô sẽ được đây là vị trí của điểm D. Như vậy là cô được hình bình hành ACDB thỏa mãn yêu cầu bài toán đấy là chiều có một cạnh bằng 4cm và một cạnh bằng 3cm đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ vẽ đến ý B. Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3cm. Đấy, việc đầu tiên các em cũng sẽ vẽ cho cô một đoạn thẳng bất kỳ có độ dài bằng 3cm. Cô sẽ đặt là AB. Bước thứ hai là cô sẽ bắt đầu từ đỉnh B. Cô vẽ thêm một đoạn thẳng nữa cũng có độ dài là bằng 3cm. Cô đặt là điểm C. Đấy. Và bước thứ 3 là từ điểm C cô sẽ vẽ một đường thẳng song song với cả AB. Từ C vẽ đường thẳng song song với AB. Đấy. Và từ điểm A cô cũng sẽ vẽ một đường thẳng song song với cả BC. Đấy, chúng ta sẽ đặt thước. Đấy, hoặc chúng ta có thể sử dụng cách đấy là chúng ta có thể di thước cũng được. Đó. Hai đường thẳng này cắt nhau tại đâu? Thì đấy chính là đỉnh còn lại của hình thoi. Vậy là cô sẽ thực hiện bước cuối cùng là cô sẽ hoàn thiện hình thoi này. Đấy, và đây chính là đỉnh D. Vậy là cô được hình thoi ABCD có độ dài cạnh bằng 3cm. Và vậy là cô và các em vừa thực hiện xong lời giải cho bài tập 4.31. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.